Xin chào mọi người, em tên là Anh Đức. Thì em là sinh viên K18. Em chuyên ngành của em đang học là Graphic Design. Và hiện tại thì em đang có một dự án cắt dán. Dự án này thì em đang hướng tới về vẻ đẹp và tôn vinh người phụ nữ. Tại vì chủ đề cắt dán thì nó là một phương pháp độc lạ, sáng tạo và tự do. Chào mọi người, mình tên là Quỳnh Anh. Mình hiện tại đang là sinh viên khóa 18, chuyên ngành thiết kế mỹ thuật số của trường Đại học FPT Quy Nhơn. Giảng viên của trường FPT rất là thân thiện và có kỹ năng giảng dạy rất là tốt. Nhờ được các thầy cô giỏi như thế chỉ dạy tận tình nên là mình đã thu được rất là nhiều kỹ năng có ích cho tương lai. Xin chào tất cả mọi người, mình là Gia Bảo, hiện đang là sinh viên ngành Graphic Design, khóa K18 của trường Đại học FPT. Trong các môn học thì em ấn tượng nhất là môn nhiếp ảnh, vì qua môn này thì em được tiếp xúc với một thiết bị mới là máy ảnh kỹ thuật số và tự tay điều chỉnh được các thông số, cũng như là được thực hành cho studio, chỉnh ánh sáng, chỉnh các góc quay, chụp hình, quay phim để cho ra những thước phim đẹp. Và qua môn này thì em được củng cố thêm kiến thức và một số kinh nghiệm cần thiết để sau này đi làm có thể dễ dàng trao đổi với các bạn ở trong ngành. Chào tất cả các bạn, mình là Ngọc Châu. Hiện tại mình đang là giảng viên chuyên ngành thiết kế mỹ thuật số tại Đại học FPT Quy Nhơn. Mình đang phụ trách những cái nhóm môn lý thuyết cơ bản về đồ họa, những cái môn về lý thuyết nguyên lý thị giác, khoa học màu sắc hay là những cái môn mà về typography. Chào mấy bạn, mình tên là Châu Cẩm Vinh. Hiện tại mình đang là một trong những giảng viên GD Graphic Design tại Campus FPT Quy Nhơn. Mình tốt nghiệp cử nhân thiết kế nội thất tại Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh và thạc sĩ kiến trúc tại Đại học Oxford Brookes ở Anh. Mình chủ yếu là hướng dẫn các bạn về chuyên ngành là Interactive Design. Cụ thể là mình đang đảm nhận bộ môn về thiết kế game và chủ đề của kỳ này đó là Pixel Art. Câu chuyện không dừng lại là các bạn làm game, mà vấn đề là thông qua cái cách làm game bằng Pixel Art đó, bạn học được gì, cái kỹ năng lập luận và giải quyết vấn đề của bạn như thế nào. Đó là những gì mà mình nghĩ là mình và cả nhà trường đều mong đợi các bạn đạt được. Thì mình sẽ có cái quá trình cụ thể để các bạn đi từ một cái ý tưởng đơn thuần ban đầu để nó trở thành một cái concept xuyên suốt và ra được một cái sản phẩm do chính các bạn làm ra. Mình hy vọng là đối với tất cả những cái bạn sinh viên mà đã học, đang học và sĩ học thì các bạn có thể trải nghiệm những cái niềm vui trong cái việc học tập, trong cái việc là mình chơi và mình trải nghiệm những cái hoạt động đa văn hóa tại trường Đại học FPT. Digital Art và Design nó là một cái hạng mục, một cái lĩnh vực rất là to lớn. Chỉ cần bạn đam mê về nghệ thuật thì cái ngành này dành cho bạn. Bạn có thể đến đây, bạn có thể bạn không biết bạn phải học gì và bạn làm gì thì bạn đến đây, tại vì bạn được trải nghiệm rất 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 là nhiều lĩnh vực. Thì trong cái quá trình đó bạn được chơi và thử nghiệm thì bạn sẽ tìm ra được một cái hướng đi cho tương lai của bạn.